Hello, chào mọi người nhé. Video này mình quay về sửa cái quạt hơi nước đó mọi người. Quạt này không có quay, thợ mình đã tháo tele cho luôn rồi. Thì đây thì mình quay video, mình sửa lại cái quạt này thì mình quay video luôn. Mình thấy cái dây dợ nó rất cắm này mà mọi người không nhớ chụp ảnh lại nhá. Cái này nó có màu rồi, thì nó cũng dễ thôi. Chỉ kiểm tra xem là sao là nó không quay. Thế là mình tháo nó ra một tí cho nó dễ nhìn. Quay em ơi, ở đây tháo dễ hơn này. Mà uống mà ăn đồng ăn cha. Đây là cái cuộn dây quạt này, nó không có quay. Đây là 2 dây tụ. Còn 5 dây này thì mình sẽ tiến hành đo. Đấy mọi người, nó từng cặp một. Thông mạch này. Thông. Cái vàng với trắng với xanh là 3 cái chức năng quay chậm, quay vừa và quay mạnh hơn. 3 cái công tắc, 3 cái chế độ quay thôi. Hai dây này, đứt rồi mọi người này. Và dây đen này đứt rồi. Dây đen là dây com, nghĩa là dây chung á. Dây nguồn á. Một dây nguồn sẽ đi vào đây, điện AC vào đây. Một dây còn lại sẽ đi vào qua ba công tắc này. Vậy để mình biết quạt này là còn tốt hay là hư á, thì mình có thể trực tiếp mình đưa điện vào trực tiếp được mọi người. Cái hai dây tụ. Cái cuộn dây quạt thì nó là gói gọn trong cái cụm dây này rồi này. Nhìn thấy không? Cái bó dây này này. Bó dây quạt đi vào quạt này. Đây. Đi vào quạt đây luôn. Cái này mình thử xem nào. Mình cắm hai cái giắc tụ vào tụ nhé. Sau đó thì dây công tắc com một nguồn vào com, mình đưa một nguồn vào com và một nguồn đi vào công tắc đây. Thì mà cái này nó không thông thì chắc nó không ăn rồi, mình phải đưa luôn rồi, quên mất không thông như vậy sao mà nó có lấy điện được. Cái này thì đứt cái dây đen nó thường thường, mình cũng nói đấy luôn, đứt cái dây đen thường thường nó hay hư cầu chì á, nó hay cháy cầu chì. Trong quạt này có cầu chì, cuộn dây quạt á. Nhìn cái gì là cái tên hết ạ. Con đẻ lắm. Đây. Quay cho mình đây. Ok. Đây cuộn dây quạt mọi người này. Bây giờ mình tháo này ra. Cái máy này. Mình tháo cái này mọi người. Nó hơi rắc rối á. Đôi khi sửa quạt nó mất gần buổi. Rắc rối y như đường tình duyên. Tình duyên nó đâu có rắc rối. Phát ăn ngay mà. Đây. Tháo ra. Quạt đây mọi người.
quạt ở dưới đây quạt này đó. Nhưng mình phải tháo cái này mới lấy được. Mình tháo hết ốc xung quanh ra thì mình lấy cái này ra. Bẩn thế. Đây mọi người, quạt nó này đó. Mưa được đấy. Còn cuối giờ. Đây cục quạt này, nó cục này cháy rồi, nó đứt dây. Mình nghĩ nó bị đứt dây thôi chứ chưa có cháy. Tại vì mình thấy thường thường là nó đứt dây đen nó là nó hay đứt cầu chì. Cái này mình cứ tháo ra mới biết được. Trước tiên này cạy cái gờ này đã. Cái gờ này nó đang cứng, mình cạy nhẹ cho nó. Nhưng mà nó gãy cái gờ khi đưa vào không được. Nó sẽ không bám. Nó không nhựa. Ok. Mình để từng cặp nó dễ. Cái này mình tháo, cái này thì mình phải tháo cái lồng này ra đã. Nơi xét tí nhưng không sao, để kìm lại. Này có tự cái tê cũng được. Này mềm lại kìm nhanh. Rút ra mọi người. Đây. Luôn này luôn. Đây mọi người, cục quạt ở đây. Sửa ở dưới đi. Thì cục quạt đây, mình muốn sửa cái này thì mình tháo cái này ra này. Tháo cái này ra mới sửa cái này. Thì để tháo cái này thì mình tháo ba con tán đối xứng nhau ở ba góc. Đây mình gói như vậy, mọi người đánh ra. Con này không liên quan nhưng mà cái tán nó vẫn chạm rồi nó bị kẹt vào, tháo luôn.
nướng mát. Nó hơi chắc nên gọi như vậy nó ra. Nó đều xung quanh nhé. Cục này thì nó hơi cứng thôi, cái cục khác nó hơi cứng. Cái khe nó khít này. Cái này cái vòng khe nó khít luôn. Thế mọi người này, vòng khe nó vừa khít luôn. Vòng tháo nó khó hơn bình thường. Đây ra rồi. Đưa cái dây này lên một tí đi. À, tháo ra nó ra cái bi. Nó có bi hai đầu nên là nó tháo hơi khó. Đây, mình để nguyên là mình sửa nha mọi người. Cái này thì mình không nên tháo rời nhiều. Tại vì nó còn cái phe phước lung tung. Mình chỉ tháo ra một đoạn thôi. Mình chỉ tháo ra đủ sửa được rồi. Nhưng mình nói thì cái này nó hay hư cái con cầu chì. Con cầu chì nó sẽ nằm ở vị trí này. Cái này để tháo thì mình cũng cẩn thận. Mình dùng cái dao mổ, mình dọc cái dây này ra. Đây, dọc nhẹ nhàng không? Đây, dọc cái dây ra. Cái này phải cẩn thận, tại vì nó hay bị đâm vô cái dây là nó đứt dây đồng. Dây đồng nó nhỏ, khá là nhỏ. Đây mọi người thấy trong lưng cổ chì này nó có XL gì ở Vidup X1 gì rồi này. Thấy mờ mờ này. Dùng bớt đi. Để lấy lên được mọi người. Nó đen này này. Cái này mọi người không lấy lên nhiều, chỉ lấy lên một tí thôi. Để đây mình cạo hai cái đầu dây mình đo thôi. Ra mũ nó gãy mất rồi. Để lấy làm nữa, Cửa hen. Đây là đồng hồ này. Cái này chết chắc luôn. Thành nhân 1. Quay cả đồng hồ đi em. Thử đồng hồ trước. Ok. Chết rồi. Con chết rồi mọi người. Giờ lấy dao cái làm. Đây mọi người. Mình cạo hẳn hai cái đầu dây ra như này rồi. Đo cho mọi người thấy rõ này. Đây mọi người, không lên. Cách mà mình sửa cái này á thì mình sẽ hàn hai cái đầu dây này lại nhá mọi người. Gãy rồi. Cho nó gãy luôn đi. Nên phải cạo một tí nữa đâu. Ok mọi người nhé.
Đấy. Để sát đây cho nó đỡ ấy. Thế không cần con kia nữa à? Hả? Không. Mấy cái giờ vải anh bọc lại. Đây là cái lụa bọc lại. Rồi xong. Để rút này, để rút nhỏ thôi. Cần đợi bông để nóng, để nóng để bông. Cắt mấy cái phe nó ra được. Mình rút cái này. À, tiếp theo cái này đó là mình sẽ đo lại cái này xem nó ăn chưa trước khi mình lắp vào. Là mình đo cái dây đen này là bị đứt này, cọng đen này bị đứt này, mình đo cọng đen này là ăn là tốt này, à, ăn mọi người này. Mình là bậc thang nhân 1 đấy, đáng cho là bậc thang nhân 10 nó mới đồng hồ mới lên nhiều đó, thấy chưa? Đó. Dây trắng đứt ta. À, cái công tắc số 3 là dây trắng bị đứt. Không biết là mình làm đứt hay là đứt từ trước, không biết, mình không biết nữa. Mình này không đo. Nhưng mà mình dùng 2 dây vẫn được, nên là số 1 đến số 3 vẫn được mọi người. Ok, vậy cái này là chắc nó chạy rồi. Để mà thử quay thì mình sẽ đắp tụ và mình đắp tụ ở đây để mình biết được nó quay không, mình vẫn biết được này. Không nghe. À, cái này thì cái đoạn này mình sẽ quay đến cái này, video nó dài quá, mình sẽ quay đến cái lúc mà mình lắp tụ mình thử quay thôi nhá. Bây giờ mình thử tụ mình lắp luôn nhá, còn cái này nó dài quá rồi. Để mà cắm thì mình sẽ chập một dây với dây xanh chẳng hạn. À, và mình chấm một dây với dây. Rồi đấy. Với dây xám này. Ăn được xong chưa, ăn được trước thì chừng nào đây, dây vàng và dây xám với xanh không có mừng tắt thì cần đây có mừng tắt rồi đi. Mọi người này, quay mọi người này. Gọt quay chưa? Kẹp dòng cho nó biết bao nhiêu dòng. Không phải 2 ampere được rồi. Đúng rồi đấy. Còn này cần một tầm vậy thôi. Còn lần chục thì nó quay không có nhanh mọi người. Đó là quay đấy mọi người. Ok nhá. Đấy, được rồi. Đấy, video này mình quay lên thôi. À, cách bây giờ lắp lại là được thôi. Cái quạt này khi khách mang tới là bảo không có quay. Mình kiểm tra thì mình thấy quạt nó bị hư như vậy, vẫn có điện cấp ra nha mọi người, nhưng mà không có quay, báo mạch vẫn cấp điện ra bình thường. Ok mọi người nha, cảm ơn mọi người xem video nha, chào mọi người.